Khoan 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 khoan, để mẹ bấm máy quay lên rồi con mới hát nha. Con hả cái miệng con đang để đó, chặt sẵn đi. Hả miệng ra để sẵn đi, đúng rồi. Chừng nào mẹ nói mẹ quay rồi con hãy hát nha. Chờ chút. Hả ra để cái miệng chặt sẵn. Chưa, mẹ chưa bấm quay mà. Chưa, chờ chút hả miệng ra. Lê rửa ra cái coi. Lê rửa ra coi. Rồi, bây giờ mày chuẩn bị 1 2 3 mẹ nói quay là con hát hay chưa? 1 2 3 action. Tao quên nói lộn. 1 2 3 quay. I want the starland. You can't keep me crazy. You can't keep me crazy vậy? Trời ơi, nó nói mà Ngọc nói là đợi con anh đang chuẩn bị hát phải không, để chừng nào để mẹ bấm cái máy lên mẹ quay cho cô chú coi là nó ngồi nó chờ chừng nào tôi nói nó bấm, tôi bấm máy quay rồi nó mới ngồi nó hát. I wanna be silent, you can't keep me quay. Quá dữ luôn, rồi nó đợi máy quay nó mới diễn chứ còn máy không quay diễn chi, đúng không trai? Hết rồi nè. Mẹ con để im đó, mẹ đào tạo con đúng 5 tuổi là con sẽ thành YouTuber. Ngồi im đó đừng nhúc nhích. Mẹ sẽ đồ tổ cho nha. Bây giờ là lên ghế lên đồ dơ xe mới nha nha nha. Bà ngoại la đó, bà ngoại nói là con có xe mới rồi ráng giữ đó để chứ đừng có để cho con chay nó làm tùm lum rồi dơ xe. Con thấy xe dơ là cô chú la ai? Hả? Con chơi cho đã con, rồi xe dơ cô chú la mẹ. Con thấy mẹ khổ chưa vậy? cô chú nói cái xe mẹ nhìn như một đống rác. Thì cái chứ phải mà con nói cô chú nói đúng chứ đâu nói sai đâu. Là có chỉ có một mình con thôi, bây giờ mà con có em nữa thì mẹ làm sao mẹ chịu đời cho thấu nè trai. Hả trai? Ăn bánh thì cái mỏ ăn không ngớt. Here I am. Cái mỏ có một bếp mốt thôi mà ăn cả thế giới. Ăn sô cô la rồi ăn chips rồi ăn kẹo rồi u cha ơi. Ăn Mommy. Mami. Vô tính làm những lần ăn kẹo mami, I won't be. Ok, bây giờ hát bài này nè. Đối với mình họ là thế giới, nhưng người ta nào có nghĩ. I won't be silent. You can't keep me quiet. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi. Để chừng nào mà có cái bản phiên bản nhạc karaoke ra mẹ với chay hát bài đó chứ chưa. I want to be silent. You can't keep me quiet. Đó chay ơi, chay đừng có trét mấy cái kem ra đó chay ơi. Còn muốn ghê vậy. Rồi đây nè, tới đây nè, tới chỗ bơi nè. Đối với mình họ là thế giới, nhưng người ta nào có nghĩ ngợi. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi. Đúng không chay? Đã hết yêu rồi thì đúng cũng thành sai thôi, đúng không chay? Giống nhau. Đúng không chay? Giống nhau. Không phải giống nhau. Giống nhau mà. Ok. Ok, giống nhau. Thì hết yêu thì đúng cũng thành sai, đúng rồi, giống nhau thôi chứ chi đâu, không sao, không đúng.
trời ơi, thôi bây giờ đưa đây mẹ rửa tay cho nè, mẹ chùi tay cho nè, đưa đây, đưa bánh này đây. Rồi ở đó có chưa gì cái nó làm xe tôi nè, có nè, thấy không, thấy chưa, rồi cái tôi bị la khổ lắm chơi à, làm mẹ con là khổ lắm đó chứ không phải giỡn đâu nghe chơi nghe. Để mày lấy mày được chùi tay cho. Mẹ con mẹ. Con gì? À, con hết rồi mẹ ơi. À con liếm xong rồi sạch rồi hả? Rồi, ừ. Con làm sạch nữa đi. Để đi vô hồ bơi dơ, hồ bơi là hồ bơi chung. Lên là mình phải giữ cho cái hồ bơi sạch sẽ. Hồ bơi là hồ bơi của chung mà. Đây đây, chùi này coi. Don't go my eyes. Ok. Rồi đi. Đi vô bơi đi. Thôi cởi đôi giày, cởi đôi giày ra đi. Chứ vô chổng rần mất đôi giày nữa. Khổ giày tôi à. Mất cái đôi giày gì quên rồi ta. Có giày màu gì quên mất tiêu rồi. Giờ mẹ không còn mà nhớ. Mickey Mouse. Rồi về Mickey Mouse hả? Rồi xuống. Đi. Đứng im này, đứng im. Đó, chơi vô nay bơi với chị này nè cô chú nè. Cứ ngồi đó đi, mẹ ngồi đi, mẹ quấy gì sao con chỉ mày lên kia ngồi. Halloween, đúng rồi, đúng rồi. Nghe cô giáo nói chuyện là cứ Halloween hoài. Nó nói gì á. Thôi bả gà gớm không. Cô giáo chỉ gì đó. Cô này là dạy nó từ năm lúc mà nó 4 tháng tới giờ cô chú ơi. Giỏi chưa, quá giỏi luôn. Trời ơi, đây mở nhạc không biết có bị copyright không biết đây. Giỏi quá. Đó. Giờ tới chị đó. Bơi nè cô chú. Các bả kìa, bả chơi dành ta bơi, bả không chịu lo. Bả không chịu lo, bả học người ta bơi. Bả không chịu lo, bả học người ta bơi. Bả chơi có được không? Đó, sắp bả sắp, sắp rồi này kia. Trong khi con người ta bơi. Bà cũng là bà bơi, bà cần nhau, cần nhau, bà bơi. Hái gì gì đi. Ờ, im lặng, không nói chuyện. Trời, nó xạo, nó có nghe tôi nói gì đâu mà nó kêu, nó kêu tôi im lặng. Xạo chứ sợ thiệt đó chứ. Cái chị đó lớn hơn trai nhiều luôn á. Cái chị đó chắc cỡ 4-5 tuổi luôn á. Trời ơi, cô chú có thể tưởng tượng nào nổi không, trai chuẩn bị 3 tuổi rồi. Trời, ngày xưa đi học bơi cũng mặc cái bộ đồ cũng ngang ngang giống vậy nè, 4 tháng là bơi. Giờ ngồi im đây không nhúc nhích 3 tuổi rồi có được không? Trưởng thành rồi đó. Càng ngày tới tôi càng già, thấy không? Con càng lớn thì mẹ càng già. Mà giờ tới chay nè cô chú nè, phải không? Hay tới ai? Ơi, người ta kêu nó để tay vô cái nách ra để nó đem gan cá cầm lên thôi được không? Đúng là con của mẹ Ngọc thì cái chứ thôi. Chị Trang luôn khác gì hết đó. Đó. Rồi ta nhìn nó thấy là y như thế, thấy là thấy tuổi thanh xuân tuổi thơ của mình vậy đó. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ủa làm gì vậy chi vậy? Tự nhiên bỏ tay vô cái nách xong mà nhảy ra làm chi vậy? Bà làm lạc đạn hết chưa thấy bà làm. Má giờ chơi nữa, thấy không? Chơi nữa. Không có coi ngó người ta học hành gì để mình học theo hết, ngồi chơi không có để thời khắc nào cho nó rảnh rỗi hết. Đó, bây giờ chơi tới cái món nào. Lo nằm đi còn nhìn nữa gì chị. Để hai tay lên. Đó, giỏi chưa? Quay qua tôi làm chi nữa. Trời ơi, cô kêu nó bơi ra cô đó. Nó lấy cái tay nó ấy xong nó bơi ra cô. Nó đi bơi lại. Nó nghe này, hồi nãy mất cười đó mà Ngọc quên quay khúc đó. Con bé đó thì nó ngồi ở dưới cái bậc ở dưới. Còn bả lên cái bậc ngay chỗ này nè. Đây nè, bả lên cái bậc ngay chỗ này nè. Cái bậc màu xanh xanh ngay đây bả ngồi. Tại vì á, ở dưới nó lùng với bả quá biết không. Cái xong rồi cái bà cô bả kêu đi xuống dưới kia ngồi. Khôn lắm chứ bộ, đi lên cái bậc cao cao ngồi, người ta ngồi ở dưới, ta chỉ ngồi ở dưới, phải không? Đó,
người ta bơi, cái chị cũng lấy người ta chị bơi. Rồi, giữ chờ, ui trời. Giữ chờ. Chỗ có chân kìa. Đây là chuẩn bị lên level 4 rồi nha cô chú nha. Sinh nhật 3 tuổi xong là lên level 4 đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Chỗ cái vuốt mặt. Mặt gì muốn quýnh thì cái vuốt mặt mà tưởng nó cào mặt nó không phải giỡn đâu. Giỏi chưa. Vậy nha. Chuẩn bị chắc tới hả? Từ 3 cho tới 4 tuổi là bắt đầu biết bơi rồi đó, chứ không phải giỡn đâu ha. Quýnh được hai tay. Mẹ bỏ cô chú lên đi được, con hát cho cô chú nghe luôn. Chưa hả miệng ra, chuẩn bị ngồi đó đợi nha. Hả miệng ra, đúng rồi, hả miệng đợi. Trời sẵn hả trước. Nhăn răng ra luôn. Rồi đợi trước nha, mày chưa bấm nút quay nha, chờ nha. Bấm nè. 1 2 3. Ok, quay, hát đi. Like Like không phải hát lộn lại. I hate my Rachel. Don't want new. I'm a bitch. I'm a biscuit. For you. And today, la. And then, and cái bài này nó có 3 đoạn, mà 3 đoạn của nó là lên tông cao khác nhau. Con nghe mẹ nè. Into the unknown. Đoạn thứ nhất phải không? Đoạn thứ hai nè. Into the unknown. Thấy chưa? Đoạn thứ ba nè. Into the unknown. Thấy chưa? Con phải lên cho nó đúng tông như vậy đó thì cái bài hát nó mới hay. Chưa lại nè. Into the unknown. Rồi tiếp theo. Into the unknown. Tiếp theo nè. Into the unknown. Ủa sao vậy? Không hát nữa. Chị là con trái cây đồ ăn một cục.